nào phải sơn để xin mẹ ra nữa. Hôm nay là lúc tháng tiên và cô đã nhận sự lớn để có thể mở video cho mình. Năm mít đứng lúc nhất này. Okay. Là mình đứng đặt trên nhà ở một tập kịp
chẳng tới lá lạ chẳng đỡ đâu. Chứ mụn em quá trời à. Mà không lấy về nó sưng nó viêm á. Đó ha. Ơi cũng mụn. Rồi xuống cái mé bên dưới này nha. Đáng tí. Còn cái mé bự bự này hả? Lưng nhít em, lưng nhít. Lưng nhít nó cũng đâu vậy? Vậy biết được gì. Dạo. Mình hết thở sau. Tập trung vào hơi thở. Lấy mấy cục dưới đây là hết rồi. Chứ để đâu quá trời nè. Nằm yên, đừng nhít. Nhít lúc chị mở lỗ chân lông, nó rập xước da.
tháng tiếng con mấy cục viên dưới đây nữa. À, à, nhảy, nhảy phọt này. Nó một cho tết à, này cho nó sáng sủa. Bầu thì bầu với con phải cũng phải đẹp chứ. Ừ. Dưỡng da lại. Yeah. Chăm sóc bản thân. Cái da nó quan trọng nè. Khó tí nữa ha. Hết nửa chặng đường rồi. Biết sao mấy cái mụn dưới đây nó đau ở trên mặt. Mặt mà mụn mặt toàn dưới đây không mới chết chứ. Dưới đây nó cũng khó lấy hơn trên mặt. Rồi rồi rồi. Hả? Thật là nó bự với tao bố luôn. Đó. À. Tiền ơi. Bạn. À, sao ở đây tí? Còn vài cục nữa thôi. Đâu á chị? Toàn mụn viêm thế này. Trời ơi, tôi lấy chẳng mấy mụn cho mấy người tôi cũng mệt luôn à. Trời ơi. Rồi.